năm 2020 kết thúc, danh sách những người giàu nhất Việt Nam vừa được chốt với nhiều gương mặt quen thuộc. Những vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp mà còn khiến cho nhiều người ngưỡng mộ bởi cách sống cũng như thành công trong cuộc sống với những hướng đi của riêng mình. Sau đây là top tỷ phú giàu nhất Việt Nam, hãy cùng điểm qua nhé! Top 1. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Dẫn đầu danh sách là tỷ phú Vingroup Phạm Nhật Vượng với tổng tài sản lên đến 207.926 tỷ đồng, khoảng 9,03 tỷ USD. Trong năm 2020, dù cổ phiếu VIC giảm nhẹ từ 115.000 đồng trên một cổ phiếu xuống còn 108.500 đồng trên một cổ phiếu, nhưng vị trí số 1 của ông Vượng vẫn không hề bị lung lay vì giá trị tài sản vượt xa các tỷ phú còn lại. Còn theo thống kê của Forbes, tài sản của ông Vượng thấp hơn con số trên khá nhiều. Theo đó, đến tháng 4 năm 2021, ông Vượng xếp vị trí thứ 344 với 8,5 tỷ USD. Đây là năm thứ 9 liên tiếp ông Vượng có tên trong top người giàu của Forbes. Năm ngoái, doanh nhân này xếp hạng 286 với tài sản 5,6 tỷ USD. Sinh năm 1968 tại Hà Nội, Phạm Nhật Vượng đã có thể giành được học bổng du học tại Macau. Sau khi tốt nghiệp, ông kết hôn và chuyển đến Ukraine cùng vợ. Ở đó, ông bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình, một nhà hàng Việt Nam. Sau đó, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mì ăn liền dưới nhãn hiệu Mì Vina, một thứ hoàn toàn mới lạ với hương vị của người Ukraine. Khi ông Vượng bán công ty mì của mình, Technocom, cho Nestle vào năm 2009, nó đã kiếm được 100 triệu đô la doanh thu. Với số tiền từ việc kinh doanh tại Ukraine, Phạm Nhật Vượng trở về Việt Nam và đầu tư vào bất động sản. Đầu với khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang năm 2003 và trung tâm Vincom Bà Chiểu tại Hà Nội năm 2004. Trong vòng một thập kỷ, Việt Nam chứng kiến sự trỗi dậy của Vingroup với tư cách là nhà phát triển bất động sản lớn nhất và hiệu quả nhất. Tập đoàn hiện đang mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ, hậu cần, nông nghiệp, giáo dục và y tế, đưa Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu nhất Việt Nam. Đáng chú ý là thứ hạng của ông chủ Vingroup vượt qua tỷ phú Donald Trump rất nhiều. Hiện tại, ông Trump đứng thứ 1.299, rơi gần 300 bậc so với năm ngoái, còn so với năm 2017, ông tụt khoảng 755 bậc. Donald Trump hiện chỉ sở hữu 2,4 tỷ USD, theo danh sách tỷ phú Forbes vừa công bố, giảm gần 1/3 so với thời điểm trở thành Tổng thống Mỹ tháng 1 năm 2017. Top 2. CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo. Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet, được Forbes bầu chọn là người giàu thứ hai Việt Nam và thứ 1.111 thế giới với 2,8 tỷ USD. Cô là nữ tỷ phú tử lập đầu tiên ở Đông Nam Á và vẫn nằm trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes. Cô cũng bắt đầu thành công với học bổng tới Macau và khi còn học đại học, cô bắt đầu kinh doanh hàng tiêu dùng giữa Liên Xô và Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông và kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên ở tuổi 21. Trở về Việt Nam, lần đầu tiên Nguyễn Thị Phương Thảo đầu tư vào tài chính và bất động sản thông qua công ty Sovico Holding, một công ty thuộc chủ sở hữu của chính cô và chồng. Bà là một trong những người sáng lập Bank và VIB và hiện là phó chủ tịch của HD Bank. Sovico Holding cũng sở hữu Furama Resort Đà Nẵng và hai khu nghỉ dưỡng khác tại Khánh Hòa và dự án thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến là CEO của Vietjet Air. Cô ra mắt hãng hàng không vào năm 2011 với một chiến dịch quảng cáo thành công với các tiếp viên hàng không mặc bikini. Đây là hãng hàng không tư nhân đầu tiên được phép hoạt động tại Việt Nam và sau 5 năm, hãng đã đạt được 40% các chuyến bay của đất nước. À, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long. Đứng thứ 3 trong danh sách tỷ phú Việt Nam là người sáng lập tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, sở hữu 2,2 tỷ USD.
Trần Đình Long là chủ tịch của tập đoàn Hòa Phát, một tập đoàn trong ngành thép, và điều này mang lại cho ông biệt danh vua thép. Ông đã làm việc với Hòa Phát từ những năm 1990 và biến nó thành một những công ty lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất trong ngành thép, sản xuất 21% thị trường thép Việt Nam năm 2016, theo Hiệp hội Thép Việt Nam. Lợi nhuận của công ty trong năm 2016 là gần 300 triệu USD. Năm 2017, tập đoàn Hòa Phát chính thức ra đời. Về tốc độ gia tăng tài sản, nếu như trên thế giới, tỷ phú công nghệ Elon Musk gây ấn tượng với giá trị tài sản tăng hơn 500%, thì tại Việt Nam, ông Trần Đình Long, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, là người có khối tài sản nở ra rõ ràng nhất. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31 tháng 12 năm 2020, cổ phiếu HPG dừng ở mức 41.450 đồng trên một cổ phiếu, tăng 22.220 đồng trên một cổ phiếu, tương đương với 116% so với phiên cuối cùng của năm 2019. Điều đó có nghĩa là tài sản của ông Long cũng tăng 116% lên 35.813 tỷ đồng, khoảng 1,6 tỷ USD và hiện tại là 2,2 tỷ USD. Top 4, ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank và ông Trần Bá Dương, chủ tịch công ty Trường Hải Thaco. Ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank và ông Trần Bá Dương, chủ tịch công ty Trường Hải Thaco, cùng xếp hạng thứ tư trong những người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 1,6 tỷ USD. Ông Trần Bá Dương sinh năm 1960, nằm trong số ít những đại gia Việt giàu lên nhờ đầu tư ngành công nghiệp nặng mà không phải là từ đất đai. Ông Trần Bá Dương là người sáng lập và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Ngoài ra, ông còn được biết đến với tư cách tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp đang đầu tư những dự án tỷ đô la vào khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thời gian gần đây, ông Trần Bá Dương được mệnh danh là người giải cứu các đại gia Việt khi chi ra cả tỷ đô là để đầu tư vào công ty nông nghiệp của Bầu Đức và công ty Hùng Vương của vua cá tra Dương Ngọc Minh. Còn ông Hồ Hùng Anh sinh năm 1970 là doanh nhân tử thân, làm giàu từ ngành hàng tiêu dùng và ngân hàng. Tương tự như các đại gia từ Đông Âu khác như ông Phạm Nhật Vượng hay ông Nguyễn Đăng Quang, vị chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng Techcombank khá kín tiếng và rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông. Ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Hùng Anh được xem là cặp bài trùng khi tham gia xây dựng hai đế chế Mai Sàng và Techcombank. Tháng 4 năm 2018, ông Hồ Hùng Anh rút khỏi Mai Sàng để tập trung vào Techcombank theo những quy định riêng của ngành ngân hàng, còn ông Nguyễn Đăng Quang tiếp tục vận hành Mai Sàng. Dưới thời ông Hùng Anh, Techcombank theo đuổi chiến lược khách hàng là trung tâm, cung cấp giải pháp tài chính toàn diện không chỉ cho khách hàng mà còn cả nhà cung cấp, nhà phân phối, người dùng cuối và nhân viên của khách hàng. Hệ sinh thái của nhà băng này thuộc diện tầm cỡ với những khách hàng lớn như Mai Sàng, Vietnam Airlines hay Vingroup. Top 5, ông Nguyễn Đăng Quang, tỷ phú mì gói, tương ớt và xì dầu. Ông Nguyễn Đăng Quang hiện đang nắm giữ khối tài sản 1,2 tỷ USD. Ông là chủ tịch tập đoàn Mai Sàng nổi tiếng với triết lý Keep Going. Người dạy người Nga cách ăn mì gói là tên mà người ta gọi ông chủ của tập đoàn Mai Sàng. Khi bị hỏi vì sao học tiến sĩ về vật lý hạt nhân nhưng lại đi buôn mì gói, ông Quang trả lời: hơn 20 năm trước, tình hình kinh tế Việt Nam còn khó khăn, nhu cầu no bụng của người Việt Nam là rất cấp thiết. Cái tốt nhất mà nhanh nhất mà họ có được là một gói mì. Đến một ngày, Mai Sàng phát hiện ra không chỉ riêng gì người Việt Nam mà còn 140 triệu người Nga cũng cần gói mì để giải quyết cơn đói lòng. Và với tư duy đơn giản đó, Bloomberg đã đặt biệt danh cho ông chủ Mai Sàng Nguyễn Đăng Quang là ông trùm hàng tiêu dùng Việt Nam và nhấn mạnh con đường trở thành tỷ phú của vị doanh nhân này dựa trên mục tiêu đưa nước mắm và các đồ gia vị bắt buộc phải có vào trong căn bếp của mỗi gia đình Việt. Hiện ông Quang vẫn giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn Mai Sàng. Ngoài ra, ông còn là phó chủ tịch hội đồng quản trị của Techcombank, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và chế biến khoáng sản núi Pháo.